mời vào cái Zoom này đó, mời vào cái buổi chia sẻ này là bởi vì một người bạn của anh chị nghĩ rằng ở đây là một cái cơ hội mà anh chị có thể giúp được cho anh chị có thể thay đổi được cuộc sống của mình, hoặc là giúp cho anh chị được một cái gì đó trong cuộc sống, cho nên là họ đã mời anh chị vào để tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và thứ hai nữa đó là anh chị đã dành thời gian vào trong cái buổi chia sẻ này thì có lẽ rằng là anh chị đang tìm kiếm một cái gì đó mà hiện tại mình chưa có, hoặc là mình chưa có hài lòng, cho nên mình muốn tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn. Thì em hy vọng rằng trong khoảng 4-50 phút sắp tới là một cái khoảng thời gian chị có thể đón nhận được một khá là nhiều những cái thông tin, để mà những cái thông tin này có thể giúp ích được cho quý anh chị đó. Thì em mong rằng các anh chị hãy cởi mở tấm lòng của mình để đón nhận những cái thông tin này. Rồi sau đó anh chị còn có thắc mắc gì đó trong những cái thông tin mà được đưa ra ngày hôm nay thì anh chị hãy liên lạc với lại cái người đã mời anh chị vào đây để họ có thể giúp cho anh chị trả lời những cái thắc mắc đó, với cái mục đích là có thể giúp được cho anh chị đạt được điều mà anh chị đang tìm kiếm nhé. Em là Jenny Trinh Nguyễn, hiện tại đang sống tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, và em định cư ở Mỹ cũng được 15 năm rồi. Hiện tại thì em có 6 người con. Và ngày hôm nay đó thì em đại diện cho một số doanh nhân được mời để được mời với một người mà sẽ đại diện cho một số doanh nhân để chia sẻ với anh chị cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì cái người này là một người mà bản thân của em, bản thân của Jenny rất là mến, rất là nể, và đặc biệt là rất là tự hào, vì chị không phải là một người chỉ phát triển kinh doanh ở trong nước Mỹ mà chị đã phát triển kinh doanh của mình ra khắp năm châu hết. Và hơn nữa đó, chị không những đã thay đổi cuộc sống của mình nhờ cái cơ hội kinh doanh này, mà chị đã thay đổi cuộc sống của hàng ngàn cộng đồng Việt Nam của mình khắp nơi trên toàn thế giới đó. Và 9 năm trước các anh chị thì chị đã tốt nghiệp trường thạc sĩ về Anh ngữ, về Anh văn, và ngay lúc đó thì chị được giới thiệu tới với cái cơ hội kinh doanh này. Và chị chưa từng bao giờ làm kinh doanh hết, và lúc đó cũng còn rất là trẻ khi mới tốt nghiệp ra trường. Dù rằng chưa bao giờ kinh doanh, dù rằng còn rất trẻ, nhưng mà với cái niềm đam mê của mình, có một cái gì đó trong cái kinh doanh này rất là đặc biệt đã thu hút chị và đã làm cho chị đam mê. Rồi thì chị đã thành công với cái kinh doanh này. Và sau khi chị thành công thì chị đã giúp rất là nhiều người Việt Nam của mình cùng thành công với chị. Và chị đã có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn, đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng rất là lớn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Và em biết được trong này cũng có rất là nhiều người cũng mến mộ chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay chị sẽ thay mặt cho một số leader sẽ chia sẻ lại với anh chị cái cơ hội mà 9 năm trước chị đã được đón nhận và đã thay đổi cuộc đời của chị. Và em mong rằng là anh chị một lần nữa hãy cởi mở tấm lòng của mình, đón nhận những cái thông tin này. Và từ những cái thông tin này thì em chắc chắn rằng nếu anh chị thực sự nghiêm túc với 4-50 phút tiếp theo thì anh chị sẽ nhận được những cái giá trị mà anh chị đang tìm kiếm. Và một lần nữa thì anh chị hãy giúp em cho một tràng vỗ tay thiệt là lớn để mời chào doanh nhân Katrina Khổng giúp mình chia sẻ cái buổi cơ hội kinh doanh ngày hôm nay nhé. Mời Katrina. Ok, Katrina xin chào. Xin Miss Jenny Trinh Nguyễn, và Katrina xin chào tất cả các anh chị đến với lại chương trình. Mình gọi là Cyber BB, là cái buổi chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Em cũng như là lời chia sẻ của chị Trinh đó, thì Katrina đến với lại kinh doanh này đã được 9 năm các anh chị. Nhưng mà khi mà Katrina bắt đầu vào kinh doanh lúc đó, Katrina chỉ có 26 tuổi thôi. Và lúc đó cũng như là chị Trinh nói, là lúc đó Katrina mới ra trường có bằng thạc sĩ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đang đi học bằng thạc sĩ đó, thì Katrina cũng đã đi làm là một người cô giáo, rất là bình thường, một cái công việc rất là bình thường đúng không ạ? Và sau khi đó thì Katrina được một người cậu trong gia đình đã chia sẻ về cơ hội kinh doanh của mình. Cho tính tới thời điểm này thì đã 9 năm. Và 9 năm thì đương nhiên là có những cái sự thay đổi rất là nhiều. Và Katrina cũng không ngờ là mình sẽ bước vào kinh doanh các anh chị. Cho tới khi mà mình được người cậu này mời về công ty, các anh chị thấy trên cái màn hình Katrina đó là trụ sở chính của công ty của mình. Một cái tấm hình rất là đẹp, các chị không có thấy toàn diện được, nhưng mà tí xíu các anh chị sẽ thấy. Nhưng mà Katrina đã thấy được công ty và đã thấy được cái cơ hội này, là để muốn thay đổi cuộc sống của mình và muốn có hơn những gì mình đã có, thì Katrina đã bắt tay vào công việc. Thì trong 9 năm qua có rất là nhiều giá trị Katrina đã nhận được từ cái kinh doanh này các anh chị. Và một trong những cái giá trị rất lớn mà Katrina nhận được từ kinh doanh với New Gen là Katrina ở một cái tuổi có thể nói là đạt được một cái giấc mơ mà rất là nhiều bạn
muốn có được đi đây đi đó, có nghĩa là được Trinh Katrina là Trinh đi, cho nên là cứ thích đi travel hết nước này đến nước nọ và có thể làm được những việc mình thích đó chị. Và cái mà thích nhất đó là cái việc mà mình có thể đi được với ông xã của mình và mình được đi du lịch với lại gia đình của mình, và không những như vậy mình có thể đi du lịch được với lại những người bạn trong kinh doanh đối với mình. Thì đó là một trong những cái giá trị rất lớn mà Katrina đã nhận được từ New Gen. Nhưng mà hơn hết nữa đó, thì nếu mà các anh chị thấy trên màn hình, một trong những cái giá trị mà Katrina cũng rất là thích nói tới đó là cái giá trị về cái việc là mình sẽ khỏe hơn. Và mình không biết là các chị thấy như thế nào, nhưng em cảm thấy là rất tự tin, là như mình đẹp hơn hồi xưa rất là nhiều. Và đó là một trong những cái giá trị mà em cảm nhận rằng là tất cả chúng ta đều muốn, đúng không ạ? Các anh chị nào trong đây, không biết là trong đây có là nhiều chị hay là nhiều anh, đúng không? Các anh chị nào trong đây cảm thấy là mình muốn trẻ đẹp hơn và khỏe hơn không? Các anh chị bấm số 2 giùm em đi. Và đây là một trong những cái điều mà Katrina cảm nhận thì như là ai cũng muốn hết, là chắc chắn 100% rồi. Và nếu mình đến với là một cái kinh doanh mà cho mình được đi du lịch nè, để cho mình đẹp hơn, cho mình trẻ hơn, cho mình khỏe hơn đó, thì chắc chắn chúng ta cần phải tìm hiểu, đúng không ạ? Và đó là giá trị thứ hai. Một giá trị nữa, và đây là một cái giá trị rất mới Katrina, là trong khoảng thời gian Katrina hiện tại bây giờ mới có baby khoảng chừng 10, tính tới thời điểm này là em bé được 11 tháng tuổi, tháng sau là được 1 tuổi các anh chị. Thì trong khoảng thời gian từ khi có bầu cho tới khi em bé sinh ra và cho tới hiện nay đó, thì cả hai vợ chồng là hai anh trên màn hình thì là hình của ông xã Katrina là anh Trường Khổng, cả hai vợ chồng và Thiên Bảo là con trai hoàn toàn ở cùng với nhau mỗi ngày 24/24. Thậm chí hiện tại bây giờ ông xã đang tắm cho con khi mà Katrina đang ngồi đây để chia sẻ cơ hội kinh doanh với các anh chị. Thì đây là một trong những cái giá trị mà Katrina cảm thấy mình đã được đi đây đi đó, mình đã được trao, được nhận rất là nhiều cái từ kinh doanh này. Nhưng mà cái mà Katrina cảm thấy có giá trị nhất và phải nói là hạnh phúc nhất đối với em đó, là em có thể làm được điều này và có thể chăm sóc được con trai của mình toàn thời gian và có thể ở chung với, và làm được điều này với lại ông xã của mình. Không cần nhất thiết phải là chồng đi làm vợ ở nhà coi con, hoặc là vợ đi làm và chồng ở nhà coi con các chị. Nhưng mà hai vợ chồng đều đồng đều có thể làm và chia sẻ được những cái giây phút đẹp nhất và giây phút nhỏ nhất của Thiên Bảo lúc mà Thiên Bảo đang mới lớn. Thì đàn chia sẻ với các chị một vài điểm mà lý do tại sao mà chị là thấy một cái kinh doanh này nó rất là lớn để mà mình cần phải chia sẻ với những người khác. Tại vì những cái giá trị này không những Katrina nhận được, nhưng mà có rất nhiều anh chị, và tí xíu các anh chị cũng sẽ được nghe một vài số anh chị khác cũng nghe được cái giá trị mà họ đã nhận được khi mà đến với kinh doanh này các anh chị. Và em cảm nhận rằng là các anh chị, em không biết là các anh chị sẽ như thế nào, nhưng mà đối với Katrina, khi mà đến với bất cứ một công việc nào, một kinh doanh nào hay là một cái công việc mới nào đó, thì cái điều đầu tiên mình luôn luôn nghĩ tới là mình tới với lại kinh doanh này thì mình sẽ được cái gì, đúng không ạ? Mình sẽ có được cái gì? Và để mà đưa ra cho các anh chị thấy được những cái giá trị các anh chị có thể có được khi mà các anh chị đến với kinh doanh này, thì sẽ làm cho các anh chị có thể có một chút xíu tò mò hơn để mà tìm hiểu thêm là kinh doanh này các anh chị có làm được hay không, và bằng cách nào để một cô giáo giống như em hoàn toàn chưa bao giờ làm kinh doanh cũng đạt được những giá trị này. Thì em nghĩ là tất cả mọi người chúng ta ở trong đây đều có cơ hội để làm được những gì Katrina đã làm, và một số anh chị trong trong đây cũng đã làm được các anh chị. Và thì hôm nay Katrina chia sẻ với các anh chị những cái gì, và đây là một trong những cái bài chia sẻ mà Katrina rất thích. Và trong khoảng thời gian vừa qua đó, là lý do tại sao mà Katrina thích chia sẻ về phần này là tại vì từ khi mà Katrina từ nhỏ cho tới khi mà Katrina lớn lên, cho tới lúc mà Katrina 26 tuổi đó, thì rất là ít khi được người khác hỏi câu hỏi là ước mơ của bạn là cái gì. Khi mà các anh chị nhìn vào 12 cái điểm mà trong đây đó, các anh chị thấy cái điểm nào mà các anh chị cảm thấy là có ấn tượng, hoặc là các anh chị cảm thấy có cái điểm nào mà các anh chị muốn, thì các anh chị hãy bỏ vào chat giùm em nhé. Mình tương tác một chút xíu để mình hiểu nhau hơn trong cái chương trình ngày hôm nay các anh chị nhé. Thì Katrina ít khi mà được ai hỏi về cái ước mơ của mình là gì lắm. Trong khoảng thời gian 26 năm thì chị biết lớn lên trong gia đình, rồi ba mẹ kêu là đi học đi con, rồi lấy một cái bằng đi con, rồi sau đó đi làm cho người khác đi con, đúng không ạ? Có nghĩa là nghe đi nghe lại rất nhiều, và rồi cái điểm đó làm cho mình nó nằm ở trong cái tâm trí của mình. Cho nên lúc mà tôi chỉ là lớn lên là chị biết cấp sắp tới trường, và sau đó mình nghĩ là bây giờ ra trường trung học rồi thì bây giờ mình phải đi đại học, rồi ra đại học thì mình cần phải có một cái bằng gì đó để rồi mình đi làm. Và cứ như vậy, một cái guồng máy các anh chị, trong khoảng thời gian 26 năm đầu đời của Katrina,
Nhưng mà tới khi cái ngày mà được chia sẻ về cơ hội này đó, thì khi đó Katrina mới được hỏi câu hỏi là Katrina có cái ước mơ gì và trong tương lai Katrina muốn có được cái gì. Thì tự nhiên những cái điều mà từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghĩ tới tự nhiên nó ập tới các anh chị, và những cái điều đó đều nằm trong 12 điểm này trên cái màn hình. Katrina muốn có thêm tài chính nè, Katrina muốn có tự do tài chính, có công việc riêng, có nghĩa là không cần phải lệ thuộc vào ai hết, mình có thể tự do được, chỉnh được cái vấn đề là tự do cái thời gian của mình, có thể nghỉ hưu sớm. Katrina nghĩ là cái điểm này thì nghỉ hưu đây có nghĩa là mình có thể đạt một cái thời điểm nào đó mà mình có thể làm bất cứ một cái điểm gì, làm bất cứ một cái gì mà mình không cần phải suy nghĩ về tiền bạc, không cần phải suy nghĩ về thời gian. Cái đó là nghỉ hưu đối với em đó. Hoặc là phát triển bản thân, em nghĩ điều này thì chắc chắn ai cũng muốn hết. Còn con người chúng ta ai cũng muốn tiến thân và ai cũng muốn tốt hơn, giỏi hơn, và có thể là có hơn ngày hôm qua và chắc chắn phải hơn ngày hôm nay, đúng không ạ? Cái đó là phát triển bản thân, giúp đỡ những người khác. Các anh chị nào trong đây mà có một cái ước mơ này thì cái là đồng có thể là cùng suy nghĩ với em, tại vì chính bản thân của em cũng rất là thích cái điểm này. Cái chị rất là thích làm từ thiện, theo mối quan hệ chất lượng. Trong khoảng thời gian 9 năm mà Katrina làm đến với kinh doanh với lại như Kim á, thì Katrina đã quen biết được rất là nhiều anh chị và học hỏi từ rất là nhiều người, và những anh chị đó đã cho Katrina những cái bài học rất giá trị về cuộc sống, về đời, về con người, và nhất là về cái cách làm sao để chính mình cũng được giống như họ. Đương nhiên con cái giáo dục tốt hơn, điểm này chắc chắn bậc cha mẹ nào cũng muốn hết. Thậm chí là hiện tại bây giờ Katrina cứ suy nghĩ tới Thiên Bảo mới có gần 1 tuổi thôi, nhưng mà mình cũng đã có một giấc mơ là con của mình mai sau sẽ được những cái gì, học ở nơi đâu và sẽ được học từ ai, và mình muốn con của mình có những cái tốt nhất tên chị, để lại di sản chắc chắn rồi, đúng không ạ? Muốn để lại một cái gì đó cho con của mình, có nhà đẹp, có xe đẹp và đi du lịch vòng quanh thế giới. Thì đây là những cái giấc mơ mà Katrina nghĩ là mỗi người chúng ta trong đây ai ai cũng có hết, và ai ai cũng đã từng suy nghĩ là mình sẽ đạt được những giấc mơ này. Vậy thì mình sẽ đạt được những giấc mơ này như thế nào? Thì ngày hôm nay Katrina muốn chia sẻ với các anh chị một cái kim tứ đồ. Và cái kim tứ đồ này đó, nó tất cả chúng ta đều nằm ở đâu đó ở trên cái kim tứ đồ này. Và Katrina muốn đưa ra cho các anh chị có một cái khái niệm là hiện tại chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn đi về đâu. Thì các anh chị biết rằng là nếu mà có những chị nào trong đây là đang có một cái công việc, hay là các anh chị đang muốn được trả lương đó, thì các anh chị có thể bấm số 3 giùm em được không ạ? Okay. Có nghĩa là các anh chị đang làm một việc cho một người khác. Khi mà Katrina đến với kinh doanh này thì Katrina được hỏi một câu hỏi rằng là bạn có muốn làm giàu cho bản thân hay là bạn muốn làm giàu cho người khác? Thì khi mà mình đi làm việc cho người khác và người khác trả lương cho mình đó các anh chị, hình như là chúng ta đang đi làm giàu cho người khác chứ chúng ta chưa phải là đi làm giàu cho bản thân của mình. Các chị nào trong đây là chủ, có nghĩa là bạn tự trả lương cho bạn, có nghĩa là các anh chị có một cái tiệm nail, hay là các anh chị có một cái nhà hàng, hay là có các anh chị có một cái chủ doanh nghiệp nào đó, thì các anh chị bấm số 4 giùm em nhé, để em biết được là trong đây chúng ta có những anh chị nào đang cùng với Katrina ngồi trên computer để mà nghe về cơ hội kinh doanh này. Ok, cảm ơn các anh chị rất là tốt, bởi vì Katrina thấy có rất là nhiều anh chị đã trả lời Katrina này, rất là tuyệt vời. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với em ngày hôm nay ha. Và đương nhiên là trong cái điểm thứ ba đó là chúng ta có một cái doanh nghiệp, hệ thống làm việc cho mình. Đây là những cái hãng xưởng lớn, những cái cách mà làm sao để mà mình có giống như một cái Starbucks chẳng hạn. Cái đó là một cái franchise mà mình có thể có một cái hệ thống làm việc ở trên khắp thế giới, và mình có thể có một cái tiệm nào đó mà có thể hoạt động ở bất cứ nơi nào mà không có mình đó vẫn hoạt động. Thì cái đó là gọi là một cái hệ thống, một cái doanh nghiệp và có một cái hệ thống làm việc cho các anh chị ha. Và đương nhiên là điểm thứ tư trong cái kim tứ đồ này là các anh chị là một người đầu tư. Các anh chị nào mà là một người có cái hệ thống làm việc cho các anh chị rồi, các anh chị bấm số 5 nhé. Và các anh chị nào là những người đầu tư, có nghĩa là các anh chị có rất là dư dả về vấn đề tiền bạc, và các anh chị đã bắt đầu đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào những công ty lớn, hay còn đầu tư bất cứ một cái gì và các anh chị có tiền để mà đẻ ra tiền khác, thì các anh chị là những người trong giới đầu tư. Thì cái kim tứ đồ này nó nói về điều gì các anh chị? Cái kim tứ đồ nói này là nói về bốn cái góc
các anh chị để mà kiếm tiền, đúng không ạ? Các anh chị đang đánh đổi thời gian của mình để kiếm tiền. Và nếu mà các anh chị có một chủ doanh nghiệp, các anh chị có một cái doanh nghiệp hệ thống làm việc cho các anh chị, hoặc là các anh chị là những người đầu tư đó, thì hiện tại bây giờ đó, các anh chị đang kiếm tiền bằng cách là các anh chị bỏ ra thời gian và các anh chị bỏ tiền vào, thì các anh chị sẽ kiếm được tiền. Và cho các anh chị biết một điều rằng là trên cái kim tứ đồ này đó, 95%, okay, người trên thế giới hiện tại bây giờ 95% đang nằm ở bên tay trái các anh chị. Và bây giờ chỉ có khoảng chừng 5% thôi là người nằm bên tay phải. Nhưng mà có một cái điều mà Katrina cũng học được khi mà Katrina đến với lại kinh doanh chính á, là nói về kinh doanh nói chung, thì khi mà Katrina đến với kinh doanh thì Katrina hiểu được một điều như vậy, là hình như 95% người ở trên thế giới nằm bên tay trái và 5% người nằm bên tay phải, nhưng mà cái tiền á thì lại ngược lại các anh chị, có nghĩa là 95% số tiền ở trên thế giới đó lại nằm bên tay phải, có nghĩa là những người nằm bên tay phải nắm 95% tài chính ở trên thế giới, và 5% còn lại là phải chia cho những người ở bên tay trái. Các chị thấy có một cái sự chênh lệch, một cái sự không có cân bằng không ạ? Và đây là một cái điểm mà Katrina cũng muốn nêu ra ngày hôm nay, để làm chính bản thân của Katrina trước đây nằm ở ô số 1 và Katrina đi làm cho những người khác. Nhưng mà rồi Katrina muốn mình phải từ bên trái mình phải đi qua bên phải. Mình phải có một cái doanh nghiệp, một cái hệ thống làm việc, và rồi từ từ mình sẽ trở thành những nhà đầu tư, để rồi chính mình sẽ thay đổi cái vận mệnh của mình, là từ 95% người thì mình sẽ trở thành cái top 5% của thế giới. Và đương nhiên đó chỉ là cái giấc mơ của em, đó là cái ước mơ của em, và đó là cái mục tiêu của em. Nó không nhất thiết phải là mục tiêu của các anh chị. Các anh chị có thể vào trong cái tìm hiểu về cơ hội ngày hôm nay là các anh chị muốn có một cái gì đó thêm, có thêm tiền, hoặc là các anh chị chỉ muốn có một cái gì đó để làm chủ chính bản thân của mình, để đạt được một trong 12 cái giấc mơ đó. Thì tùy theo mỗi người chúng ta đến đây đến hôm nay với lại cái mục tiêu gì. Nhưng mà để mình nói với các anh chị biết là nếu mà mình muốn thay đổi vận mệnh của mình, và mình muốn thay đổi thì bằng cách nào mình phải đi từ bên trái đi qua bên phải các anh chị, thì khi đó chúng ta mới có được sự dư giả, chúng ta mới có thời gian, chúng ta mới có tiền bạc, và chúng ta mới có thể đạt được những giấc mơ mình mong muốn các anh chị nhé. Vậy thì đương nhiên chúng ta muốn giàu thì phải kinh doanh, đúng không ạ? Ông bà ta có câu là phi thương bất phú. Và đương nhiên nói tới đây thì Katrina phải nói rằng là hồi xưa mà các anh chị đến với em mà nói về kinh doanh á, thì Katrina sẽ gãi đầu. Katrina nói là em không biết giúp các anh chị bằng cách nào hết. Có nghĩa là em sẽ không biết chia sẻ cái gì và không biết làm sao để mà giúp cho các anh chị hiểu về kinh doanh. Tại vì chính bản thân của em cũng đã phải đi tìm hai cái chữ này cách đây 9 năm các anh chị. Vậy thì mình phải bắt đầu từ đâu? Và bằng cách nào trong một cái kinh doanh mà Katrina hiện tại đang hợp tác với công ty New Skin như vậy sẽ dành cho ai? Tại các anh chị biết là khi mà mình nghĩ tới kinh doanh hoặc mình nghĩ tới đầu tư đó, thứ nhất mình phải có mối quan hệ này. Thứ hai mình cần phải có cái phải nói sao mối quan hệ nè, mình phải có kinh nghiệm nè, mình cần phải có ít nhất phải có tiền để mà mình có thể đầu tư vào một cái gì để mà mình bắt đầu một cái kinh doanh, đúng không ạ? Hoặc là mình cần phải có những cái kinh nghiệm mà những người xưa cần phải chỉ lại cho mình, hoặc là mình phải có một cái đầu óc thông minh, hay là mình phải suy nghĩ ra được một cái gì đó để rồi mình có thể bắt đầu mình kinh doanh. Nhưng mà Katrina hoàn toàn không có những cái điểm đó. Khi em bắt đầu lúc 26 tuổi các anh chị, thì khi đó Katrina tìm đến với New Skin tìm tới em, chứ em không tìm đến New Skin. Cậu em đã chia sẻ về cơ hội cho em, thì khi mà em tìm hiểu về New Skin thì khi đó em mới biết được là cho dù em không có bất cứ một cái điểm gì, có nghĩa là không có qualify, tiếng Anh mình kêu là không có đạt chuẩn mà không có qualify đó, để mà trở thành một người chủ doanh nghiệp, nhưng mà mình chính bản thân em cũng có thể làm được điều đó. Là khi mà mình nghĩ tới kinh doanh đó các anh chị, mình phải nhìn về 5 điểm này, ok? Và cho dù mình không biết gì hết, cho dù mình chưa biết cái này là cái gì hết, không sao hết. Mình chỉ cần hiểu rõ là để mà phát triển một cái kinh doanh ngay từ thời điểm này thì chúng ta cần phải có 5 cái điểm này các anh chị. Thứ nhất, mình phải có xu hướng. Mình đi bán một cái gì đó mà cả thế giới không cần đó, thì mình không kiếm được tiền, đúng không ạ? Katrina có học được thêm một câu nữa là nếu mà các anh chị muốn kiếm tiền thì các anh chị phải đi bán những cái mà người khác đang cần, ok? Các anh chị đừng đi bán những cái mình đang có. Các chị hãy đi tìm coi cái nhu cầu, cái xu hướng của những người khác đang cần là cái gì, thì mình đi bán cái đó thì mình sẽ kiếm được tiền. Thứ hai, mình phải có công nghệ đặc biệt, phải có những cái sản phẩm, phải có những cái gì đó nó khác với những người khác thì mình kiếm được tiền. Thứ ba, mình phải nói là công ty phải có uy tín, phải có một cái nền tảng rất là phải nói là rất là dày, thì khi đó mình mới có thể dám kinh doanh với lại
công việc đó đúng không ạ? Thứ tư là cái cách trả thưởng, tiền để kiếm được như thế nào và tiền sẽ kiếm được nhiều hay không, nên rất là quan trọng đúng không ạ? Tại vì kinh doanh mà không có tiền thì thôi đừng có làm các anh chị, đúng không ạ? Mình đã nói tới kinh doanh thì chắc chắn phải có tiền. Và thứ năm là mình phải coi thời điểm của chúng ta đến hiện tại bây giờ đây có phải là thời điểm để bắt đầu một kinh doanh mới hay không, đây có phải là một cái thời điểm để mà chúng ta sẽ bắt đầu có một cái gì đó khác hay không. Cho nên cái điểm thứ năm cũng rất rất quan trọng các anh chị nha. Vậy thì đi qua cái việc đầu tiên là Katrina sẽ nói về xu hướng ha. Thì xu hướng thị trường hiện tại bây giờ, hồi nãy Katrina cũng nói sơ rồi và Katrina nghĩ các anh chị đã nghe rồi, là khi mà tôi đến với kinh doanh này, một trong những cái giá trị mà Katrina nhận được đó là mình đã khỏe hơn nè, mình đã có trẻ đẹp hơn nè, đúng không ạ? Mình có hồi nãy thì chắc mọi người thấy cái hình rồi đúng không ạ? Mình trẻ đẹp hơn nè, mình phải có cái thời gian linh động, và đương nhiên là cái điểm thứ tư là chất lượng cuộc sống. Thì trong cái xu hướng này, các chị để ý coi, hiện tại bây giờ mình đi ra ngoài mình hỏi ai á, mà các chị hỏi 100 người bạn có muốn đẹp hơn hay không, họ cũng nói, 100 người chắc chắn nói đương nhiên rồi. Hoặc là bạn có muốn khỏe hơn, nhất là thời điểm này đúng không ạ, bạn có muốn khỏe hơn hay không, thì chắc chắn 100 người đó cũng nói ok, chắc chắn tôi muốn khỏe hơn. Và đương nhiên nếu mà các chị hỏi thêm một câu nữa là bạn hiện nay có muốn có một cái kinh doanh tại nhà linh động và thời gian thời khóa nữa là do bạn quyết định hay không. Katrina không biết là cái số đông, cái số người sẽ nói là bao nhiêu, nhưng mà Katrina biết cái phần trăm nó rất là lớn, và hiện tại bây giờ đây là một cái thời điểm rất tốt để mình đi hỏi câu hỏi này, tại rất nhiều người đang được ở nhà không có công ăn việc làm, hoặc thậm chí là họ có công ăn việc làm mà họ phải làm việc tại nhà chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì họ vẫn có được cái sự lựa chọn, và họ muốn được ở nhà với con, hoặc là họ muốn được ở nhà và quyết định được cái thời khóa biểu của mình. Katrina không biết các anh chị thì như thế nào, nhưng mà trong ngày Katrina mới đến với khi mà có cái kinh doanh này rồi đó, thì cái giờ Katrina đi ngủ là Katrina quyết định, cái giờ mà Katrina thức dậy là Katrina quyết định. Nhưng mà thật sự ra là trong mấy tháng đổ lại đây thì con quyết định nhiều hơn là mình quyết định. Con đi ngủ giờ nào thì mình ngủ giờ đó, mà con thức giờ nào thì mình thức giờ đó đúng không ạ? Nhưng mà nói lên một điều là chúng ta phải có được cái gì thực linh động trong cái thời khóa biểu của mình. Và đương nhiên chất lượng cuộc sống thì em nghĩ chắc chắn ai cũng có, ai cũng muốn hết. Chất lượng cuộc sống đây là như thế nào? Có rất là nhiều người nghĩ chất lượng cuộc sống có thể là có thời gian với gia đình. Có nhiều người sẽ nói chất lượng cuộc sống là tôi kiếm được 10.000 đô mỗi tháng. Và có nhiều người nói là chất lượng cuộc sống là mỗi ngày tôi có thể ở nhà với chồng của tôi hoặc là với con của tôi. Tùy theo mỗi người chúng ta hiểu được chất lượng cuộc sống như thế nào, nhưng mà chắc chắn 100% tất cả chúng ta đều muốn có chất lượng cuộc sống các anh chị. Okay? Định nghĩa là như thế nào thì tùy theo mỗi người, nhưng mà chắc chắn chúng ta đều ai cũng muốn hết. Và đó là cái xu hướng hiện tại bây giờ, những cái mà mọi người đang thế giới đang cần. Thì các anh chị thử nghĩ là nếu mà cái xu hướng nó đang đi về hướng đó, mà các anh chị có một cái công ty, các anh chị có một cái sản phẩm để đáp ứng được cái xu hướng mọi người đang cần đó, thì các anh chị có kiếm được tiền không ạ? Chắc chắn là có rồi đúng không ạ? Ok, bây giờ Katrina nói được nói về một phần thôi, một phần về công nghệ. Công nghệ của NewKin thì có hai điểm mà Katrina sẽ nêu ra ngày hôm nay. Đó là trẻ, ba điểm trước, trẻ, khỏe, đẹp nhé. Và khi mà các anh chị bắt đầu kinh doanh với LinkedIn rồi thì các anh chị sẽ nghe nhiều hơn về Formanex, các anh chị sẽ nghe nhiều hơn về ASOS, hay là các anh chị sẽ nghe nhiều hơn về những cái sản phẩm của công ty của mình. Nhưng ngày hôm nay Katrina cho các anh chị thấy sự khác biệt và sự thay đổi được minh chứng các anh chị. Đó là như thế nào? Trong khoảng thời gian 9 năm vừa qua Katrina làm việc với rất nhiều anh chị em ở khắp nơi, và họ đã có được những cái sự khác biệt, nói về da mặt, nói về vóc dáng, nói về sự trẻ đẹp, nói về sự sức khỏe. Họ đã thay đổi rất nhiều cái gì. Và đối với em cái đó điểm đó rất quan trọng. Tại vì nếu mà sản phẩm không có chứng minh được cái sự khác biệt, hoặc sản phẩm không có giúp được cho người khác mà không bán được sản phẩm đó, đúng không ạ? Sản phẩm phải thấy được cái sự khác biệt, thấy được cái sự thay đổi và giúp con người mình tốt hơn đó, thì mình mới bán được. Thì đây là một vài tấm hình cho các anh chị thấy là có nhiều anh chị dùng sản phẩm rất thời gian rất là ngắn, trong vòng 30 ngày đã có được cái sự khác biệt. Có nhiều anh chị đã dùng trong vòng 90 ngày đã thấy được cái sự khác biệt. Có nhiều anh chị có thể là dùng trong vòng 1 năm để thấy được cái sự khác biệt. Tùy theo mỗi người và mỗi cái cơ địa của mỗi người chúng ta. Nhưng Katrina biết anh chị nào bắt đầu dùng sản phẩm của NewKin một thời gian sẽ chắc chắn có sự khác biệt. Okay. Và cái sự khác biệt hồi nãy của Katrina thì Katrina đã
cho các anh chị thấy ngay từ lúc đầu rồi đó. Cho nên là trong đây có rất là nhiều anh chị đã làm weekend một thời gian, vài tháng, vài năm. Các anh chị cũng có những cái tấm hình before and after rất là tuyệt vời, mà các anh chị có thể chỉ hỏi cái người mà các anh mời các anh chị vô đây đó, hỏi người đó coi tấm hình trước và sau của bạn như thế nào, thì các anh chị đã thấy được cái sự khác biệt rồi, đúng không ạ? Không cần phải chờ mấy những người làm mấy năm để mà thấy cái sự khác biệt đâu, các anh chị mấy tháng thôi cũng đã thấy được cái sự khác biệt. Và đó là công nghệ và đó là sản phẩm của công ty của mình. Ok. Và đây là một vài sản phẩm mà khi nào bỏ lên đây. Chắc chắn là công ty Nutrien của chúng ta thì hiện tại bây giờ đó, trên thế giới có trên 500 sản phẩm. Ở tại Mỹ, hiện nay Katrina đang ở Mỹ, thì có trên 300 sản phẩm. Cho nên là rất nhiều sản phẩm chúng ta có thể trải nghiệm, rất nhiều sản phẩm để chúng ta có thể bắt đầu xài, và rất nhiều sản phẩm để chúng ta sẽ có cơ hội để mà kinh doanh với lại Kiki, công việc với lại kinh doanh này các anh chị nhé. Nhưng ngày hôm nay Katrina không nói về sản phẩm quá nhiều, cái đó để cho các anh chị có thể liên lạc lại với cái người mời các anh chị vào đây để bắt đầu trải nghiệm những cái sản phẩm. Nói về công ty một chút xíu, công ty của chúng ta hiện tại bây giờ là một công ty ở trên 55 quốc gia các anh chị. Revenue của công ty là trên 2 tỷ, okay? Trên 2 tỷ trong mấy năm nay. Và đương nhiên là công ty có từ năm 1984. Các anh chị nhớ hồi nãy thì chúng ta có nói một điểm là công ty cần phải có một cái nền tảng và cần phải có một cái gì đó nó vững chắc. Thì nếu mà công ty đã có mặt trên 36 năm thì chắc chắn cái nền tảng của công ty đã được có, đã có các anh chị. Và những cái điểm đó nó phải rõ ràng và rành mạch, thì khi đó chúng ta mới có thể làm việc với công ty đó được, và một cái công ty rất uy tín. Tại vì Nutrien là một trong những công ty nằm trên dàn chứng khoán của Hoa Kỳ, và một trong những công ty mà trả tiền hơi hồng cao nhất nằm trên dàn chứng khoán của Hoa Kỳ các anh chị. Những cái tài chính của công ty rất là minh bạch, lý do là tại vì nằm ở trên dàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì chắc chắn là sổ sách nó phải rõ ràng. Nếu không rõ ràng chắc chắn không có nằm được trên dàn chứng khoán của Hoa Kỳ là New York Stock Exchange. Đương nhiên là phải hợp pháp các anh chị, nếu không phải hợp pháp thì 36 năm qua chắc chắn nó không có tồn tại, đúng không ạ? Và đương nhiên là phải là một cái công ty rất là đẳng cấp, tại vì công ty của chúng ta có trên 55 quốc gia, và công ty của chúng ta đã có trên 36 năm cũng giống như là mỗi năm cái revenue phải trên là 2 tỷ, là một cái công ty rất đẳng cấp các anh chị. Một trong những cái điều mà Katrina cũng muốn nhấn mạnh mà phải nói ngay chỗ này là Katrina rất cảm ơn kinh doanh với Nutrien và công ty Nutrien. Lý do là tại sao là một người cô giáo chưa bao giờ, phải nói là hồi đó Katrina chỉ biết đi từ Việt Nam qua tới Mỹ. Katrina sinh ra tại Việt Nam nhưng mà qua Mỹ lúc 12 tuổi, và chỉ biết Mỹ và Việt Nam thôi các anh chị, và không bao giờ nghĩ là mình sẽ có cơ hội đi những cái nước khác, hoặc là có một cái cơ hội là mình sẽ được làm việc với những anh chị ở tại nước khác. Nhưng mà khi đến với Nutrien trong 9 năm vừa qua, và nhờ với lại kinh doanh với Nutrien, rất là cảm ơn kinh doanh của Nutrien đã cho Katrina có cơ hội làm việc với lại rất nhiều anh chị trên thế giới. Không, chưa có 55 quốc gia đâu, nhưng mà rất nhiều anh chị trên thế giới, và kết nối người Việt với nhau để rồi Katrina có cái cơ hội đưa cái kinh doanh này, đưa cái cơ hội này để mà họ có thể thay đổi cuộc sống của họ và gia đình của họ. Và đó là một cái điều mà Katrina phải nói là rất biết ơn kinh doanh công ty Nutrien trong vòng 9 năm vừa qua các anh chị. Một trong những cái điều mà Katrina rất mê và rất thích và phải nói rất yêu về Nutrien đó là về văn hóa cho đi của công ty Nutrien. Công ty Nutrien hiện tại bây giờ đang có những chương trình từ thiện phải nói là khá ấn tượng, và một trong những cái chương trình từ thiện đó nó gọi là Nourish the Children, là đang một cái quỹ từ thiện để giúp cho những trẻ em suy dinh dưỡng tán thực. Và nhất là những trẻ em mà mình kêu là trên third world country đó, third world country là những nước giống như là Africa nè, mà tự nhiên quên, Cambodia nè, Philippines nè, trong đó có Việt Nam nè, và những nước ở South America, ở Mỹ Latin, có những cái nước mà có nhiều em á không có đủ đồ ăn các anh chị, và thiếu có nghĩa là suy dinh dưỡng và thiếu chất rất nhiều. Thì trong năm 2003 đó, công ty Nutrien đã thành lập ra quỹ từ thiện gọi là Nourish the Children để mà giúp cho những trẻ em đó. Và đương nhiên là phần đa hiện tại bây giờ đang làm rất nhiều ở bên châu Phi. Và Katrina phải nói là trong năm 2012 Katrina được tham dự một cái chương trình Global Convention, và trong năm đó một cái nước gọi là Malawi
vua của Malawi đã vào về Utah tham dự cái chương trình Global Convention của công ty để cảm ơn công ty Nutrien, tại vì nhờ công ty Nutrien mà trong năm đó không có một trẻ em nào chết vì suy dinh dưỡng hết, và nhờ cái chương trình này của công ty Nutrien. Thì đây là một trong những cái điểm mà Katrina khá tự hào về công ty của mình, là không những là khi mà mình kinh doanh mình có thể kiếm được tiền, ngược lại mình có thể giúp được những người khác, các anh chị. Và đây là một trong những cái điểm mà cái văn hóa rất đẹp và rất tuyệt vời. Các anh chị sẽ thấy một hình ảnh của một vài anh chị ở trong đây, đó là những nhà phân phối của công ty Nutrien trong thời gian vừa qua đã cho cống hiến, đã giúp đỡ cho cái chương trình này, để chương trình này phát huy ra nhiều hơn cho hệ thống của họ, và đã giúp đỡ và phải nói là đã cho rất nhiều, phải nói là đã cứu rất nhiều trẻ em mỗi tháng, các anh chị. Và tính tới thời điểm này đó, công ty Nutrien đã có trên 650 triệu bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho những trẻ em trên thế giới. Và đây là một cái điều Katrina rất tự hào, là trong thời gian vừa qua, đội nhóm người Việt Nam của mình ở tại Mỹ cũng đã đóng góp một cái phần không nhỏ cho cái chương trình này. Và rất là nhiều anh chị mỗi tháng đều đặn nuôi 1 em, 5 em, 10 em, thậm chí có những anh chị nuôi 20 em đều đặn mỗi tháng. Tại vì mỗi bịch gạo đó, các anh chị có thể donate, các anh chị có thể gửi tặng đó, là mỗi bịch gạo đó có thể nuôi sống một trẻ em trong vòng 30 ngày. Nói một sơ qua một điểm này, nhưng mà các anh chị thấy Katrina nhấn mạnh điểm này là tại vì chính bản thân Katrina rất thích. Những anh chị nào mà thích làm từ thiện đó, thì đây là một trong những chương trình mà các anh chị có thể tìm hiểu thêm về công ty của mình. Đương nhiên là trong ở tại cái đó là dành cho những trẻ em ở tại South Africa và những trẻ em ở Africa và những trẻ em ở những third world country. Ở Đông Nam Á đó thì có thêm một cái chương trình nó gọi là quỹ phẫu thuật mổ tim cho những trẻ em. Thì cái này trực tiếp là mình có thể giúp được cho những nước giống như là Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore và Việt Nam. Thì những nhà phân phối giống như chúng ta có thể trích ra 1% nào đó của cái tiền huê hồng của mình làm việc mỗi tháng để mình có thể đóng vô trong cái quỹ này để hỗ trợ và giúp cho cứu sống những trẻ em mà đang bị suy tim, bị bệnh tim ở bên Đông Nam Á, các anh chị. Và đây là một cái chương trình rất lớn của công ty Nutrien cũng đang thực hiện và đang làm ở tại những thị trường ở bên Đông Nam Á, các anh chị nhé. Và trong đó có nước Việt Nam của mình. Okay. Nhưng mà nói sau một vài điểm của công ty của mình về từ thiện đó, thì chúng ta cũng phải nói, mình đã nói tới kinh doanh thì chắc chắn chúng ta phải nói về tiền, đúng không ạ? Và Katrina sẽ bấm cái này rất nhanh. Tại vì ngày hôm nay Katrina không có thể nào mà đi sâu vào chính sách trả thưởng hoặc là chia sẻ rõ ràng với các anh chị được là kiếm tiền sẽ như thế nào, bằng cách nào để mình có được cái số tiền lớn như vậy. Nhưng mà để cho các anh chị thấy được là đến với kinh doanh này có rất là nhiều anh chị người Việt Nam của mình đã có thể đạt được những chức vụ ở trên. Và một điều mà Katrina rất thích mà khi mà Katrina nhìn vào cái bảng này đó, các anh biết là Katrina không biết các anh chị sẽ nhìn vào chỗ nào, nhưng mà Katrina thì lại nhìn vào thấy cái số càng lớn đó, thì mình mắt của mình càng to. Không biết các anh chị có giống em hay không. Và thấy cái số càng lớn thì cái ước mơ của mình nó càng lớn, các anh chị. Tại vì mình chưa bao giờ nghĩ trong đời của Katrina là một cô giáo, và nếu mà nói là mình làm tốt, là một người cô giáo tốt, thì mỗi tháng mình kiếm được từ 3.000 tới 5.000. Rất là khó. Mình cần phải là trở thành một người như thế nào đó thì may ra mình mới kiếm được khoảng chừng 10.000 đô mỗi tháng, các chị. Là một người cô giáo nha, Katrina không nói về những công việc khác. Cho nên là khi mà Katrina đến với kinh doanh này đó, thì Katrina thấy là wow, có một cái điều mà mình có thể làm mà trước đây mình không thể làm được, đó là mình có thể chọn được cái tiền mình kiếm được, các chị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là công ty nó không có nói là ồ, bạn vô đây làm việc bạn chỉ kiếm được 500 đô mỗi tháng. Công ty không có nói với mình là bạn vô đây bạn maximum, cái giới hạn của bạn là chỉ kiếm được 3.000 đô, các anh chị. Không có. Vô đây với lại kinh doanh này, các anh chị có quyền quyết định được các anh chị muốn kiếm bao nhiêu tiền. Cái quan trọng là mình sẽ cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức và mình phải làm bao nhiêu để mình đạt được bao nhiêu tiền, các anh chị. Nhưng cái quan trọng là mình không có giới hạn trong cái việc được chia tiền thuê học. Okay. Và tại sao khi nào nói điều này, các anh chị nhìn trên cái bảng, cái đây là thu nhập trung bình của công ty của mình đưa ra ha, thì có nhiều anh chị đã kiếm được 10.000 đô mỗi tháng, có nhiều anh chị đã kiếm được mấy chục ngàn đô. Và trong đây á, trong cái chương trình Zoom của chúng ta ngày hôm nay đã có người kiếm được 100.000 đô mỗi tháng, các anh chị. Không biết là các chị muốn biết người đó ai hay không, nhưng mà đã cho các chị thấy được là cái tiềm năng thu nhập của chúng ta là phải nói là không có giới hạn khi mà đến với lại kinh doanh những người kia.
Tại vì nó chỉ đánh giá được và cái số tiền đó mình kiếm được là dựa theo cái công sức mình bỏ ra các anh chị, và được cái hệ thống mình xây dựng nó như thế nào. Và đây là cái điểm Katrina rất thích với New Skin. Và trong khoảng thời gian 9 năm, có một con số Katrina cảm thấy rất là ấn tượng, nói lên đây thì có thể rất là lớn, nhưng mà muốn nói để cho các anh chị thấy rằng là đây là một cái cơ hội, các anh chị muốn kiếm bao nhiêu tiền cũng được hết. Đó là có một người đã, không phải một người, một hệ thống làm việc mà có hai người trong một cái account, trong một cái mã số, trong và đó là record earning của công ty, đó là đã kiếm được 1.3 triệu trong một tháng các anh chị. Và đến với kinh doanh New Skin, điều đó có thể chúng ta nói là cứ nghĩ là kiếm được 1 triệu đô một năm là đã thấy quá là crazy rồi đúng không? 1 triệu đô một năm hay là 1 triệu đô mấy năm, tính như mình nó một cả đời mình kiếm 1 triệu đô thì mình cũng đã thấy rất là nhiều rồi. Nhưng mà đã có người làm được 1.3 triệu một tháng. Ok, và đây là cái điểm mà Katrina muốn nhấn mạnh với những anh chị nào đã từng, có thể đã làm rất là nhiều tiền, hoặc là từng những anh chị nào mà chưa từng bao giờ thấy con số đó, để nói cho các anh chị là các anh chị đừng sợ khi mà đến với kinh doanh này, các anh chị có quyền quyết định được cái tiềm năng thu nhập của chính bản thân của mình. Các anh chị cảm thấy mình hạnh phúc với 5.000 đô mỗi tháng với New Skin không sao hết, không chỉ nói ok, và các anh chị làm để các anh chị kiếm 5.000 đô mỗi tháng đều đặn. Hoặc các anh chị nào mà cảm thấy là mình sẽ rất là hạnh phúc, mình kiếm được 3.000 đô là mình vui rồi, không sao hết các anh chị. Nhưng mà cũng có rất là nhiều anh chị có thể nói là tôi vô đây là tôi kiếm 10.000 đô, 20.000 đô, 30.000 đô, thậm chí 100.000 đô mỗi tháng. Cái đó cũng không sao hết các anh chị, có nghĩa là các anh chị có quyền chọn lựa được cái số tiền mình muốn kiếm được. Và đây là cái điểm mà Katrina rất thích về New Skin. Và đây là cái điểm mà em nghĩ là rất nhiều người khi đã nói về kinh doanh đó, họ sẽ thích cái điểm này. Tại vì họ không muốn cái giới hạn của họ, họ không muốn có một cái thu nhập mà phải giới hạn lại các anh chị. Ok, và đây là cái điểm mà em nghĩ là rất là tuyệt vời của New Skin khi mà nói tới kinh doanh. Thì bây giờ đó Katrina sẽ mời ba anh chị sẽ chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Đấy, để Katrina bật lại, bấm hơi nhanh. Ok, Katrina sẽ mời ba anh chị để chia sẻ một chút xíu về câu chuyện của họ. Và đây là ba anh chị mà Katrina rất là mến mộ các anh chị. Tại trong thời gian 9 năm thì Katrina đã có dịp làm việc được rất là nhiều anh chị. Nhưng mà hôm nay Katrina mời ba anh chị này lên để đại diện cho ba phải nói là ba cái background, ba cái background khác nhau. Katrina không biết những cái background như thế nào, ba cái background khác nhau để mà cho các anh chị thấy được là tất cả cái kinh doanh này cho tất cả mọi người, cho một cô giáo, cho một người có thể là nội trợ, cho một người có bằng cấp cao, cho một người là chủ doanh nghiệp, cho bất cứ một ai muốn tìm một cái cơ hội mới và muốn có một cái công việc mới và muốn có thêm thu nhập lớn hơn thì các anh chị có thể bắt đầu với kinh doanh này. Vậy thì người đầu tiên Katrina là xin mời lên đây để chia sẻ, đó là một người chị đến từ Minnesota. Chị là một người phải nói là rất nhỏ nhẹ các anh chị, và trong khoảng thời gian mà Katrina được làm việc với chị thì rất là mến mộ chị, tại chị có một cái tâm rất là lớn. Chị sẵn sàng hỗ trợ rất là nhiều người và sẵn sàng giúp ai cũng giúp hết, miễn sao hỏi là chị sẽ giúp. Cho nên là những anh chị nào mà bắt đầu kinh doanh mà trong tương lai nhờ chị hỗ trợ đó thì chắc chắn chị sẽ nói dạ, yeah, chắc chắn chị sẽ nói sẽ giúp cho các anh chị. Nhưng mà cái điểm mà Katrina rất thích về câu chuyện của chị đó là chị là một người nội trợ, một người chỉ ở nhà. Và có thể là nếu mà Katrina không xin lỗi chị, chứ hồi xưa là có thể chị hay dùng cái từ là chị thích nhút nhát. Nhưng mà khi chị đến với kinh doanh này thì hiện tại bây giờ chị là một nghề, và đó là một nữ doanh nhân và một người có một hệ thống kinh doanh rất lớn, là một người Blue Diamond Executive của công ty New Skin, là một người đã hỗ trợ và có hệ thống làm việc khắp nơi, và hiện tại bây giờ chị đang giúp được rất nhiều người thay đổi cuộc sống của họ để mà hỗ trợ cho họ. Vậy thì em xin mời người đầu tiên, đó là Blue Diamond Executive, chị Hoàng Lan Trịnh đến từ Minnesota. Chị Hoàng Lan ơi, chị có thể mở đường live để mà chia sẻ cho mọi người được không ạ? Thứ nhất là xin chào Katrina, Team Lead Katrina, và qua vài chục phút nghe em chia sẻ thì phải nói là rất là ấn tượng. Chị hôm nay cũng rất là hân hạnh được lần đầu tiên có cơ hội để làm việc cùng với em và chia sẻ với tất cả các anh chị trên Zoom hôm nay. Thì thứ nhất, Loan xin chào tất cả các anh chị. Mình tên là Hoàng Loan Trịnh.
Mình qua Mỹ đến nay cũng được 26 năm và Loan đang sống ở tiểu bang Minnesota cùng chồng và hai cháu. Thì Tatiana nói là rất là đúng. Loan vốn là một người rất là nhút nhát, ít nói và ít tiếp xúc với những người xung quanh. Và bên cạnh đó thì sau khi lập gia đình thì ở nhà chăm lo việc nội trợ cho con và gần 20 năm. Thì tiếng Anh cũng không có giỏi, máy vi tính cũng không có biết dùng nhiều. Và chính cái bản thân chị Loan cũng không có nghĩ là mình sẽ làm kinh doanh. Và mình cũng không nghĩ là, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một cái kinh doanh nào hay là cái công việc nào nó thích, cái kinh doanh nào nó thích hợp với bản thân mình. Nhưng điều gì ở New Skin cũng giống như đội ngũ GIF đã thay đổi chị Loan hoàn toàn. Thì với một người không có thể mà trở thành có thể, thì đó cũng nhờ qua, phải nói là cảm ơn cơ hội New Skin và đội nhóm GIF. Và nói riêng là phải nói là thay đổi hoàn toàn chị. Thì thay đổi như thế nào? Có từ một người không thể mà trở thành có thể, thì có thể làm việc tại nhà nè, vừa lo cho gia đình, vừa lo cho con. Và trong 6 năm qua, chị đã có một cái hệ thống kinh doanh toàn cầu. Và có thể chị Long nhận được những cái giá trị rất rất nhiều từ cơ hội New Skin này. Và nhất là cái thời điểm hiện tại bây giờ, trong khi là mọi người gần như là đóng băng, phải không các anh chị, gần một năm nay. Và nếu người nào cần phải đi ra ngoài để vì cơm áo gạo tiền lo cho gia đình mình mà phải chịu sự rủi ro, lỡ lây bệnh thì sao? Nhưng đối với chị Loan rất là may mắn, qua cái cơ hội kinh doanh này, mình đã quyết định sau 6 năm mà hiện tại cái thời điểm này mình có thể ngồi tại nhà vừa làm việc, vừa lo cho gia đình. Và bên cạnh đó, cái giá trị lớn nhất mà chị Loan thấy được là mình, chị Loan đã giúp được nhiều người, nhiều gia đình thay đổi cái cuộc sống của họ, không phải bôn ba ra ngoài sợ cái sự rủi ro, mà cùng đồng hành với chị ngồi tại nhà qua cái phone mà có thể có thêm một cái thu nhập phụ trội và có thể gần gũi với gia đình. Và thứ hai nữa, giúp được rất là nhiều người có được cái sức khỏe, có được cái thu nhập, thay thế một cái công việc mà họ phải vất vả 10 đến 12 tiếng, có thể là 8 tiếng một ngày. Và cái đó là cái những cái giá trị mà chị Loan đã đạt được trong 6 năm nay và nhất là thời điểm hiện tại bây giờ. Đó, Katrina. Em cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và các anh chị thấy không, chị Loan chia sẻ nói chị Loan nhút nhát chứ không ngoại tình, đúng không ạ? Nhưng mà hồi nãy một trong những cái giá trị mà chúng ta đã thấy được ngay từ đầu đó là về cái việc là mình có thể phát triển được bản thân, thì chị Loan cũng trong thời gian vừa qua là một trong những người cũng phát triển bản thân rất là nhiều và chị cũng đã đạt được những ngày hôm nay. Thì thật sự là rất là chúc mừng và cảm ơn chị đã ngày hôm nay lên đây chia sẻ câu chuyện của chị và để chia sẻ được cái giá trị nhận được là gì đến từ công việc này cho tất cả các anh chị nào. Các anh chị nào mà cảm thấy mình hình như là cũng giống giống chị Loan á, thì các anh chị comment trong chat cho em biết đấy nhé. Tại vì em biết được có nhiều anh chị trong đây cũng có thể là một người, một bà mẹ bỉm sữa hoặc là một người nội trợ thôi ở nhà, nhưng mà cũng có thể muốn có được một cơ hội mà làm việc được giống như chị Loan. Ok, và bây giờ Katrina xin mời một người kế tiếp, và người này thì là một người anh đến từ Florida, và Katrina cũng có dịp làm việc với anh trong vòng mấy năm vừa qua. Thì cái điều ấn tượng đến với lại người anh này, anh là một người chủ doanh nghiệp, anh là một người chủ chủ nail. Và trong khoảng thời gian mà Katrina biết anh đó, thì một lần nữa hình như ngày hôm nay Katrina mời ba người nào cũng có tâm hết các anh chị. Anh là một người rất là thích giúp đỡ những người khác, và anh đã từng chính bản thân anh bay ra những nước khác để hỗ trợ cho đội nhóm của mình. Và đây là một trong những người chủ tiệm nail ở trong đội nhóm của đội nhóm GIF, là một người lãnh đạo lớn mà có hệ thống làm việc ở khắp nơi. Và nếu em nhớ không lầm thì như hệ thống lớn nhất của anh đang nằm ở tại châu Âu. Mặc dù anh đang ở Mỹ, ở Florida, nhưng anh có một hệ thống rất lớn nằm ở bên đó. Thì anh có thể chia sẻ về câu chuyện của anh và cũng giống như là cho mọi người biết bằng cách nào để một người chủ tiệm nail như anh cũng có thể bay đi từ châu Âu và có được hệ thống làm việc ở châu Âu để rồi có thể hỗ trợ người Việt khắp nơi trên thế giới như vậy. Em xin mời anh Điền Nguyễn ạ. Cảm ơn Katrina, cảm ơn một cô giáo trẻ mà
đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết để chia sẻ cho tất cả anh chị em ngày hôm nay. Bài chia sẻ Katrina phải nói rất là ấn tượng cho mình. Phải vì ngày xưa mình được nghe bài này hay quá. Nhưng mà cũng không có gì là trễ. Hôm nay rất là may mắn mình sẽ chia sẻ một câu chuyện của mình cho tất cả các anh chị em nào giống như đề. Thì mình có thể nhìn sâu hơn và coi như thế nào về thời buổi hiện tại bây giờ. Chị Điền đã qua Mỹ khoảng 20 năm và đều làm chủ tiệm nail là 20 năm liên tục. Thì đang lúc Điền có 3 tiệm nail. Thì có người thợ chia sẻ sản phẩm cho bà xã thì mình đã áp dụng vô trong tiệm. Mình không có tin lắm. Nhưng mà đằng sau đó mình mới phát hiện ra thì đó là một cái cơ hội kinh doanh lớn. Thì mình đi thẳng về công ty mình tìm hiểu và cái mình nhìn thấy được thực sự nó rất là lớn hơn cái ngành nail của mình và nó được kinh doanh toàn cầu và không giới hạn tất cả một cái gì, kể cả không gian, thời gian hay là địa điểm hay là nhân viên gì các thứ. Nhưng mà mình thấy đây là một cái mình đang tìm kiếm và mình có thể để lại tài sản cho con cái của mình. Đây là đúng ý của mình, mình về mình bắt tay vào làm. Và càng làm càng yêu thích. Và cái giá trị Điền nhận được và Điền muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay đó, đó là thứ nhất, rất tốt về sức khỏe cho gia đình bản thân Điền và cả những bà con dòng họ của mình trước và bạn bè thân yêu. Và cái mình có thể giúp đỡ được nhiều người thợ nail và nhiều người chủ tiệm nail, họ có thể kiếm thêm một cái nguồn thu nhập ngoài cái tiệm của mình. Và cái mình thích nhất nữa là mình có thể là về hưu, hiện giờ đang về hưu bà xã của mình và bà xã mình ở nhà với con. Và mình có một cái hệ thống kinh doanh khắp nước Mỹ cũng như là trên 15 nước ở bên ngoài. Thì đây là mình vừa giúp đỡ người khác, mình vừa kiếm tiền, thì nó rõ ràng nó lớn hơn ngành nail của mình rất nhiều. Mình thật sự cảm ơn cái người đã chia sẻ cơ hội kinh doanh cho mình và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và chúc sức khỏe tất cả anh chị. Em cảm ơn anh Điền rất là nhiều và em không biết là trong cái bài chia sẻ của anh Điền đó, em biết anh Điền hơi hình như là cũng khá khiêm tốn trong cái việc là anh đã nhận được những cái giá trị đến từ những trên đúng không ạ? Nhưng mà anh Điền cũng đã chia sẻ với các anh chị là trong khoảng thời gian vừa qua anh đã có một cái hệ thống làm việc trên 15 nước, đúng không ạ? Ngoài nước Mỹ là trên 15 nước nữa. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời các anh chị. Và không biết là các anh chị nào trong đây là nail đó, các anh chị có bao giờ có một cái ước mơ là cái kinh doanh của mình nó sẽ đi được nước này đến nước nọ? Làm nail thì chắc chắn mình không được điều đó rồi. Nhưng mà mình đến với kinh doanh này, các anh chị đều có thể làm được điều đó và không những giúp cho mình được kiếm được thêm thu nhập, thêm một cái thu nhập mới, nhưng mà mình có thể giúp được những người khác cũng làm được giống như mình, các anh chị. Và em nghĩ đó là giá trị rất lớn mà anh Điền đã nêu ra. Cho nên một lần nữa em chúc mừng anh Điền nhé. Và cảm ơn anh Điền đã chia sẻ ngày hôm nay. Và một người guest cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay, cả chúng ta xin mời, đó là một người chị đến từ Việt Chiến nha. Và chị là một trong những, Katrina ngưỡng mộ chị là một người cống hiến rất nhiều cho đội nhóm của chúng ta, đội nhóm Get. Là trong khoảng thời gian vừa qua, chị có những kiến thức về sản phẩm, những cái kiến thức về kinh doanh, và chị sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai đến với chị để mà giúp trong cái việc chia sẻ về tư vấn về những cái sản phẩm. Katrina không phải là người giỏi về sản phẩm, nhưng chị là một người dược sĩ, một người đã từng là một người dược sĩ. Có thể hỗ trợ với các anh chị về những cái kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, về khoa học của sản phẩm mà có thể là nhiều người chúng ta đang cần. Chúng ta không nằm ở trong cái phải nói là những cái người mà trong medical đó, chúng ta sẽ không có hiểu, nhưng mà chị cũng đã trong khoảng thời gian vừa qua giúp đỡ rất là nhiều người để hiểu hơn về sản phẩm để mà có thể đưa ra và có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Cho nên em hôm nay em xin mời chị Đoan Trang, và chị Đoan Trang cũng là một người đang có hệ thống rất là lớn. Chị là một người Blue Diamond Executive của được nhóm Gift của chúng ta, và chị cũng đang có hệ thống làm việc ở khắp nơi các anh chị. Tối nay Katrina nằm mời gần là những anh chị lớn và là những anh chị mà có hệ thống làm việc khắp nơi không, để mà chia sẻ với các anh chị rất là may mắn được nghe những câu chuyện này. Cho nên là em xin mời chị Đoan Trang có thể chia sẻ một chút xíu về câu chuyện của mình với là các anh chị ở trên Zoom ngày hôm nay ạ. Wow, quá là tuyệt vời đúng không các anh chị? Rất là cảm ơn lời chia sẻ rất là và giới thiệu rất là ấm cúng của Katrina. Và cũng cảm ơn tất cả những anh chị em hồi nãy giờ nghe những câu chuyện của chị Hoàng Long Trịnh nè, của anh Diền Nguyễn nè. Rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Thì cũng muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị thì mình tên là Đoan Trang Đỗ. Mình ra trường với ngành dược sĩ và được hành nghề là trên 25 năm. Thì
thì mình chính thức về hưu sớm đó các anh chị vào năm ngoái, vì trên 5 năm trước á, mình rất là may mắn. Cái người mà đi tìm hiểu về cái cơ hội kinh doanh này á, thật ra phải cho credit cho ông xã của mình ha. Thì ảnh đã qua công ty và ảnh đã nắm bắt cái cơ hội kinh doanh này. Và đó là lý do tại sao mà khi mà ảnh nắm bắt cái cơ hội kinh doanh này thì ảnh nói đây là một cái cơ hội mà ảnh tin chắc là ảnh sẽ về, qua cơ hội này ảnh sẽ tin chắc là ảnh sẽ giúp cho mình về hưu được. Thì rất là may mắn là ngày hôm nay Đơn Trang đã làm chủ được chính cái cuộc sống và cái nguồn thu nhập của mình. Thì các anh chị cũng biết đó, thì không biết là trong đây có những anh chị nào trong ngành khoa học không ạ? Nếu có thì mình có thể cho Đơn Trang thấy cái bằng tay. Thì trên 25 năm trong ngành dược đó, đã mang lại cho Đơn Trang có thể nói là một cuộc sống rất là ổn định, và nó đã tạo cho mình có một cái điều kiện để mình có thể giúp đỡ được rất là nhiều người xung quanh mình. Với cái sự ổn định trong công việc cũng như trong cuộc sống của Đơn Trang đó các bạn ạ, thì mình đã dễ dàng, mình đã yên phận, mình dễ dàng mình quên đi và mình đã yên phận. Rồi mình đâm ra mình quen dần với những cái ngày làm việc rất là vất vả, rất là nhiều giờ. Mỗi ngày mà mình đi làm, mình có thể nói là mình đóng quân ở chỗ làm có thể là 10 cho tới 14 tiếng đồng hồ. Các anh chị có thể là có những người trong ngành nail cũng cảm nhận được cái điều đó đúng không? Thì mình luôn luôn mà mình làm việc, mình đi sớm về muộn thường xuyên, nó bỗng nhiên nó trở thành một cái trách nhiệm mà mình sẵn sàng mình chấp nhận, mà mình không có kêu ca mà phàn nàn. Mặc dù mình làm rất là nhiều giờ nhưng mình không hề nhận được thêm một cái đồng lương tăng ca nào từ cái chỗ mình làm. Và cứ như thế ngày qua ngày đó các anh chị, nó lặng lẽ nó trôi đi. Thì mình cứ tưởng chừng giống như là cái sứ mệnh duy nhất của cuộc đời mình đó là mình được sinh ra đi làm trả điều, đúng không các anh chị? Thì trong cái công việc của Đơn Trang 365 ngày ở nơi làm việc không có một ngày nào thay đổi cả. Mặc dù cái ngày đó là một ngày cuối tuần rất là đẹp trời hay là một ngày lễ lớn trọng đại trong năm, thì Đơn Trang cũng phải đi làm nếu như cái ngày đó là trong cái thời khóa biểu của mình. Thì có thể nói cái ngành dược sĩ là một cái công việc mà Đơn Trang rất là yêu quý, và nó là một cái ngành nghề cao quý, nó cho mình một cái cơ hội để mình có thể chăm sóc sức khỏe cho nhiều gia đình trong cộng đồng của mình. Và trong cái quá trình mà 20 năm mà mình làm việc trong cái môi trường đó các anh chị, thì có những cái thay đổi trong cái môi trường cũng như là managed care, và luôn luôn bị cắt giảm và những cái cạnh tranh khá khốc liệt giữa những cái tiệm thuốc tây đó các anh chị, thì nó làm cho cái công việc mình nó cực kỳ bận rộn hơn và nhiều áp lực hơn. Thì trong cái môi trường làm việc như vậy đó, thì mình cũng dễ dàng quên luôn cái việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân của mình. Và trong cái môi trường làm việc như vậy, mình cần phải có một cái sự tập trung rất là cao độ các anh chị ạ. Thì chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, phải không? Cũng như trong cái môi trường làm việc như vậy thì nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Đơn Trang. Và rất là may mắn mình đã biết được đến cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời này, với công nghệ rất là tuyệt vời mà Katrina vừa chia sẻ ở phía phần trên, thì đã giúp cho Đơn Trang được cải thiện sức khỏe của mình một cái cách rất là ngoạn mục. Và một cái điều nữa là rất là thu hút cho Đơn Trang đó là Katrina cũng chia sẻ về cái gói mà Vitamil đó các anh chị. Thì qua những cái mà tìm hiểu về được mời đến một cái sự kiện, thì mình đã cái chương trình quỹ từ thiện mà Nourish the Children đã thu hút trái tim của Đơn Trang, và mình đã quyết định nắm bắt và cũng như là hợp tác với cộng đoàn và tập đoàn New Skin để làm những điều tốt đẹp ha các anh chị ha. Và rất là may mắn là trong trên 5 năm hợp tác với tập đoàn New Skin, thì qua cái cơ hội này, lúc đó mình cũng chưa từng nghĩ đây là một cái cơ hội cho mình các anh chị. Nhưng mà khi mà mình càng tìm hiểu, càng dấn thân sâu á, thì mình thấy đây là một cái cơ hội sẽ giúp cho rất là nhiều người Việt Nam mình, trong cộng đồng người Việt Nam của mình, để thay đổi cuộc đời của họ. Và cũng mình cũng nhìn nhận ra trong cuộc sống của chúng ta các anh chị, ai cũng mong mỏi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, thời gian chất lượng hơn cho gia đình. Thì Đơn Trang cũng không khác các anh chị, và dần dần mình đã nhận ra đây là một cái cơ hội mà mình rất là cần. Chỉ đơn giản là mình rất là khao khát có thêm thời gian cho gia đình của mình. Và cái điều tuyệt vời hiện ngày hôm nay đó các anh chị, những cái giá trị mà Đơn Trang nhận được có thể nói rất rất là nhiều, mình không thể nào mình nêu lên hết được. Từ cũng như là giúp cho mình hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp cho cuộc sống của mình có nhiều cái giá trị tuyệt vời mà mình có thể. Ngày xưa mình vì bận tức gọi là luôn luôn bận rộn trong công việc, mình không có cảm nhận được một cái ngày lễ trọn vẹn các anh chị. Nhưng mà với cái công việc kinh doanh này, mỗi ngày đều là ngày lễ của mình. Mình đều cảm nhận được cái gọi là
coi giống như mình hay chia sẻ, nó là một cái vessel, giống như là một cái con tàu lớn đó các chị, mà có thể giúp cho rất là nhiều người có thể bước lên con tàu đó để chuyển đổi cuộc đời của họ. Và một cái điều nữa, Đoan Trang cũng rất là cảm ơn cái qua cái cơ hội này đã giúp cho chị Đoan Trang. Như các anh chị biết là những cái diễn biến đang xảy ra đó là bệnh dịch, đúng không các anh chị? Mà ngày xưa mình đã từng đi qua 4 cái bệnh dịch mà mình phải đi làm. Và khi mà mình về nhà mình cũng phải lo lắng cho những người thân yêu của mình. Nhưng mà ngày hôm nay mình có được cái sự tự do đó và mình có được cái sự an toàn là mình làm việc ở tại nhà. Thành ra mình luôn luôn trân trọng và trân quý cái cơ hội kinh doanh này. Và mình rất là mong mỏi những anh chị em ngày hôm nay được ai đó mời vào cái chương trình này. Nên cho mình một cái cơ hội, cũng như Đoan Trang và ông xã Đoan Trang đã cho mình một cái cơ hội 5 năm về trước đó các anh chị ạ. Em cảm ơn chị Đoan Trang rất là nhiều. Và thật sự ra đây là một trong những cái điểm mà Katrina cũng nghĩ là mình cần nêu lên, rất là chị Đoan Trang nhấn giữ về một cái điểm là trong thời điểm hiện tại bây giờ, tại sao bây giờ chúng ta cần phải tìm những bạn như chị, đúng không? Và trong cái thời điểm mà chúng ta bắt buộc phải ở nhà, bắt buộc phải tìm một công việc khác và bắt buộc phải có thêm một cái thu nhập khác để mà có thể nói là mình add on đó, là có thêm thu nhập để mà giúp đỡ cho gia đình của mình trong thời điểm này, thì đây là thời điểm tốt nhất để mình làm việc tại nhà để mình có thể kiếm thêm thu nhập. Thì để cảm ơn ba anh chị đã chia sẻ rất là nhiều qua cái bài chia sẻ câu chuyện của các anh chị, thì có một vài điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ tối hôm nay để rồi mình có thể kết thúc cái chương trình chia sẻ cơ hội cơ kinh doanh các anh chị. Thì hành trình đến với New Skin là cái gì? Nó rất là đơn giản trong 4 bước này. Tuy nhiên ngày hôm nay Katrina là không thể nào mà đi sâu vào từng điểm, nhưng mà cho các anh chị thấy được là tất cả những gì mà các anh chị sẽ đạt được và các anh chị muốn có được với New Skin sẽ có được cái sự dẫn dắt của người đã dẫn các anh chị vào trong chương trình này ngày hôm nay, cũng như là đội nhóm mà sẽ được giới thiệu cho các anh chị để rồi các anh chị sẽ có những cái training ha. Thì bây giờ cái hành trình của New Skin là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm, và đây là một trong những cái điều tối thiểu nhất chúng ta có thể làm đến với lại kinh doanh với New Skin. Và chúng ta cần phải có được cái sự khác biệt, có được cái sự thay đổi và có được cái trải nghiệm, thì khi đó chúng ta mới có thể chia sẻ được những cái sản phẩm tuyệt vời này các anh chị. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ qua cái tấm hình before and after, chúng ta đi tìm những người đang muốn có được giống như mình để rồi họ cũng được thay đổi giống như mình, thì chúng ta hãy đi chia sẻ với những người đó. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng đội nhóm, và rồi các anh chị sẽ có một cái hệ thống và các anh chị bắt đầu hướng dẫn đội nhóm làm việc được giống như các anh chị. Vậy thì qua cái hành trình của New Skin này các chị sẽ bắt đầu như thế nào? Rất đơn giản. Hiện tại bây giờ cái việc đầu tiên các chị có thể làm ngay bây giờ, ngay lập tức sau khi cái chương trình này hết, là các chị hãy liên lạc liền với cái người đã mời các chị vào trong Zoom, để rồi người đó sẽ hướng dẫn cho các chị có một cái mã số miễn phí, và rồi các chị bắt đầu trải nghiệm sản phẩm, và rồi các chị bắt đầu có những cái chương trình huấn luyện. Và ngày mai chúng ta sẽ có một cái chương trình giúp khởi nghiệp dành riêng cho những anh chị nào mới. Và nếu mà các anh chị đã sẵn sàng để mà học hỏi và sẵn sàng để bắt đầu với kinh doanh của mình, thì các anh chị hẹn các anh chị sẽ vào ngày mai trong cái chương trình khởi nghiệp đó. Và trong chương trình khởi nghiệp đó các anh chị sẽ biết được chính sách trả thưởng kỹ lưỡng nó sẽ như thế nào. Và thứ hai nữa là các anh chị cần phải làm cái gì để mà có thể bắt đầu chia sẻ cơ hội này với người khác. Và đến với lại nói tới ngày mai thì chắc chắn chúng ta sẽ nói tới một đội nhóm. Đó là đội nhóm GIF, và cái chuyện này rất là hãnh diện. Mình là thành viên của đội nhóm GIF, và các anh chị nghe cái chữ GIF rất nhiều. GIF có nghĩa là Global Influential Visionary Entrepreneur, là những doanh nhân có tầm nhìn và tầm ảnh hưởng thế giới các anh chị. Thì đây là một vài hình ảnh cho các anh chị thấy là GIF hiện tại bây giờ đang ở châu Âu, ở Việt Nam, ở Canada, ở đương nhiên là ở Mỹ và ở Australia, ở Úc, ở Mexico, ở Japan và ở một số nước nữa ở tại Đông Nam Á. Thì cho các anh chị thấy là cái sự hỗ trợ của đội nhóm GIF là toàn cầu. Cho nên các anh chị bắt đầu ở tại Mỹ hay là bắt đầu ở bất cứ một cái nước nào trong 55 quốc gia của New Skin, các anh chị cũng sẽ có được cái sự hỗ trợ toàn cầu của đội nhóm GIF để mà giúp cho các anh chị bắt đầu với kinh doanh này. Và điều cuối cùng là chúng ta muốn trở lại với lại cái bản đồ này các anh chị nhé, là chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu các anh chị. Bây giờ hay là không bây giờ, không bao giờ. Tại sao các anh chị? Tại vì trong 12 cái giấc mơ này, các anh chị chắc chắn đã có một cái điểm nào đó trong đây các anh chị muốn rồi. Vậy thì các anh chị sẽ làm gì để thay đổi? Và các anh chị sẽ làm gì để đạt được cái mục tiêu đó và đạt được cái giấc mơ đó? Một trong những cái điều mà các chị nào học được đó, là nếu là hỏi bản thân mình một câu hỏi thôi. Và chính câu hỏi này đã giúp cho các chị nào quyết định kinh doanh với New Skin, là nếu mà trong 5 năm qua, 5 năm qua cuộc đời sống của các
anh chị. Nếu mà các anh chị chưa đạt được cái giấc mơ của mình, các anh chị chưa đạt được cái điều mình mong muốn, chưa đạt được một cái điều gì đó mà mình đã suy nghĩ tới mà mình chưa có đạt được đó các anh chị, thì các anh chị hãy nghĩ là nếu mà các anh chị tiếp tục làm những gì các anh chị đang làm hiện tại bây giờ, các anh chị vẫn tiếp tục đi làm, các anh chị vẫn phải đi và nói sao là làm giàu cho người khác đó, thì các anh chị 5 năm sau các anh chị có đạt được cái giấc mơ đó hay không, và các anh chị có đạt được một trong 12 điểm này hay không. Và nếu câu trả lời là không á, thì em mong các anh chị hãy nghiêm túc thứ nhất tới cảm ơn cái người đã mời các anh chị vào trong chương trình ngày hôm nay, và thứ hai các anh chị hãy nghiêm túc quyết định cho mình để thay đổi. Các anh chị thay đổi để 5 năm sau mình nhìn lại, mình không nói là ngày hôm đó nghe Katrina chia sẻ, ngày hôm đó nghe anh Điền chia sẻ, nghe chị Loan chia sẻ, nghe chị Đoan Trang chia sẻ mà mình không quyết định, để rồi bây giờ mình cũng có một câu trả lời là mình chưa có đạt được cái giấc mơ của mình. Các anh chị đừng để 5 năm sau mình phải nói câu đó các anh chị nhé. Cho nên ngày hôm nay các anh chị mình hãy cho mình một câu trả lời, một sự quyết định, và Katrina học được từ chính Lý Sinh Nguyễn là người đã dẫn chương trình ngày hôm nay, một câu nói rằng là khi mình đã muốn rồi đó thì mọi chuyện đều có thể. Cái quan trọng là mình có muốn hay không thôi. Vậy thì các anh chị đã muốn hay chưa, và đã sẵn sàng hay chưa để thay đổi cuộc sống của mình các anh chị? Các anh chị nhớ nhé, 5 năm trước, 5 năm qua mình chưa đạt được điều mong muốn đó, thì đừng để 5 năm nữa trôi qua mình lại trả lời thêm câu hỏi này và mình cũng không đạt được điều mình mong muốn các anh chị. Vì ngày hôm nay thì khi nào mong là các anh chị sẽ nghiêm túc quyết định cho bản thân của mình. Các anh chị hãy liên lạc với người đã mời mình vào đây các anh chị nhé. Và một lần nữa Katrina cảm ơn các anh chị đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn sự dẫn dắt của Thiên Mít Kinh Nguyễn cũng như là lời chia sẻ của ba anh chị với lại câu chuyện của mình. Và Katrina mong là qua bài chia sẻ này sẽ giúp được cho một số anh chị quyết định được cuộc sống của mình và quyết định được cái sự thay đổi của mình bắt đầu từ ngày hôm nay. Thank you, Mạch Trinh. Thank you và hẹn gặp tất cả các anh chị vào Zoom làm sao phải.